Trung Quốc và Covid-19 thành công cụ kiếm phiếu bầu ở Mỹ. Công kích Trung Quốc đang trở thành mồi câu phiếu của các chính trị gia dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ. Phê ủng hộ ông Trump đã truyền tải đi thông điệp khá mạnh và rõ ràng, muốn ngăn Trung Quốc trỗi dậy, phải ngăn Joe Biden. Phe dân chủ cũng chẳng chịu ngồi im để ứng viên tổng thống duy nhất của họ, bị gọi là Biden Bắc Kinh, và đáp trả bằng chiến dịch công kích tương tự khiến dư luận dao động. Chỉ có người Mỹ gốc Á là, nhóm hiếm hoi phản đối cả hai đảng khi bỗng dưng bị phân biệt chủng tộc vì chiêu bài bài chung của các chính trị gia. Mật lệnh của Đảng Cộng Hòa Washington Post, một tờ báo chống ông Trump, bằng cách nào đó đã cầm trong tay tài liệu nội bộ được ví như cương lĩnh tranh cử của Đảng Cộng Hòa gửi đến các ứng viên chuẩn bị ra tranh cử thượng nghị sĩ trên toàn quốc. Nội dung chủ yếu của tài liệu dài 57 trang này được Washington Post tóm tắt ngắn gọn, đừng bảo vệ Trump, hãy công kích Trung Quốc chẳng hạn nếu bị hỏi khó ông trump có lỗi hay không khi để mỹ bị động trước đại dịch các ứng viên được khuyên không cần bảo vệ tổng thống nhưng phải nhắc đến chuyện mỹ trở thành nước đầu tiên cấm nhập cảnh người đi từ trung quốc nhờ vào mệnh lệnh của ông trump tài liệu cũng kêu gọi ứng viên nên thừa nhận các quan chức y tế cộng đồng mỹ đã hành động trễ trước khi quy trách nhiệm đại dịch cho trung quốc virus đến từ trung quốc và người trung quốc đã che đậy nó Tôi ước gì mọi người, từ các quan chức đã được dân bầu tới Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã có thể hành động sớm hơn, Washington Post trích một đoạn mớm lời trong tài liệu của Đảng Cộng hòa. Cách đây hai tuần, America First Action, một nhóm ủng hộ ông Trump đã tung ra một chiến dịch công kích ông Biden, thậm chí lập cả trang web có tên Biden Bắc Kinh, để mô tả cựu phó tổng thống như một chính trị gia thân Trung Quốc. Nội dung các video đều xoay quanh cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp việc làm, giết chết ngành sản xuất và khiến đại dịch bùng phát ở Mỹ, trong khi để ông Biden ở chiều nói tốt cho Trung Quốc. Chẳng hạn một video 31 giây chiếu cảnh ông Biden phát biểu tại Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2011, trong đó ông khẳng định một Trung Quốc trỗi dậy là một điều tích cực, hay Mỹ sẽ không cố gắng ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Ngay bây giờ chứ không còn lúc nào nữa, người Mỹ phải ngăn chặn Trung Quốc và để chặn Trung Quốc, phải chặn Joe Biden, phe ông Trump kêu gọi trong video. Đảng Dân Chủ phản pháo. Bà Helen Keller, một người phát ngôn của Đảng Dân Chủ, đã mỉa mai các ứng viên Cộng hòa yếu kém đến nỗi phải đợi được mớm lời, mới biết ăn nói ra sao, trước cử tri Mỹ trong lúc làm ngơ trước những sai lầm của chính quyền. Bỏ ngoài tay các cảnh báo từ cộng đồng tình báo, gửi đồ bảo hộ y tế cho Trung Quốc trong lúc không chuẩn bị đủ cho đất nước, đó là những di sản của chính quyền Trump và những thứ mà các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang ủng hộ, bà Keller đáp trả. Trước đó, để chống lại chiến dịch Biden-Bắc Kinh, một nhóm ủng hộ phe dân chủ có tên American Break 21 ST Century đã tung chiến dịch quảng cáo 15 triệu USD, mô tả đương kim tổng thống như một chính trị gia tay non khi đã quá tin tưởng Trung Quốc, để rồi phải trả giá bằng mạng sống của 55.500 người Mỹ trong đại dịch COVID-19. Chính quyền Trump đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước dịch bệnh và không hỗ trợ đủ vật tư y tế cho các tiểu bang. Đoạn video cũng sử dụng đúng chiêu thức của phe Cộng Hòa và dẫn ra những lời khen ngợi Trung Quốc chống dịch tốt của ông Trump hồi tháng 2 2020, bản tin Mỹ gửi hơn 17 tấn vật tư y tế trước khi quay lại thực tại của nước Mỹ. Trump đã tin tưởng Trung Quốc, Trump đã gửi cho Trung Quốc nguồn dự trữ của Mỹ và giờ hãy nhìn vào đống hỗn loạn chúng ta đang bị mắc kẹt.